Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Tây Hòa phải giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm trước ngày 20 tháng 9. Việc giải quyết dứt điểm công tác đền bù nhằm sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tiến hành xây dựng các hạng mục của công trình. Hiện nay, ngoài các biện pháp tuyên truyền vận động, Ủy ban Nhân dân huyện Tây Hòa đã phối hợp với Ban Quản lý Thủy lợi 5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tạm ứng 1,6 tỷ đồng chi trả tiền bồi thường mặt bằng cho các hộ dân. Số diện tích còn lại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm hoàn thành các thủ tục trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 26 tháng 8. Chậm nhất ngày 20 tháng 9 năm 2020 phải bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Được biết, công trình hồ Mỹ Lâm hoàn thành sẽ cung cấp nước tưới cho 2.500 hectare đất trồng lúa, mía, 800 hectare nuôi trồng thủy sản và đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho 38.000 hộ dân trong vùng dự án.